Hôm nay mình quay cái khay sâu con nó nở coi anh em thấy đạt không nha. À, anh em xem. Nở lúc nha lúc nhúc nó nhiều kinh khủng luôn. Đang thấy nó quá nhiều. Cái sau này mình để 6-7 ngày nè, cho nên nó nở rất là nhiều. Lớp cám hay dày nè, nhiều lắm. Cái khay này mà nó nở lớn lên là phải cả chục ký hơn. Lúc nhúc nhúc quá trời quá đất luôn. Cái cám này thì mình có trộn ba thứ cám nha anh em. Một là cám gà con, hai là cám cám bắp, ba là cám gạo. Cho nên anh em thấy cái cám nhuyễn nhuyễn đây nè là cái rồi cám cám bắp với cám gạo đó. Chứ không phải là sâu nhỏ nó phân sâu nha anh em, tại anh còn nhỏ chưa có, nó chưa có lớn cho nên là nó ăn chưa có nhiều và nó ỉa không có nhiều phân gì đâu nha anh em. Mà tại vì mình trộn ba thứ cám. Anh em thấy khay sâu nó nở đạt không? Quá trời của đất. Nhiều kinh khủng luôn. Cái khay này mà nó nở lớn hơn khoảng khoảng tầm chắc 2-3 tầng gì nữa là mình phải sang nó cái khay khác nữa nè. Có thể là sang 2-3 khay ra, chứ để như thế này nó rất nhiều, nó nhiều nó chen chúc với nhau rồi nó sinh nhiệt nó nóng rồi anh em chú ý là nó chết nha anh em. Cái khay này nhiều lắm, em thấy nó nở ra đạt như thế nào, ở đâu cũng có sâu hết. Mà cái khay sau này cái lớp nó hơi dày từ dưới đáy cho đến là ở trên. Cho nên là cái sâu giống của mình, nó bỏ giống của mình đẻ rất là đạt. Cái mỗi lần khoảng 5 5 6 ngày là mình thay qua cái khay khác cho nó đẻ. Vô biên luôn. Nó lớn không đều do mình để 6-7 ngày. Con nào nó đẻ trước thì nó nở trước, con nào mà đẻ sau nở sau, cho nên mình có con lớn con nhỏ nó không sao hết anh em ạ. Thường anh em cứ để 5-6 ngày, để 6-7 ngày cũng được. Khay sâu con anh em chú ý là nó nở như thế này, đều như thế này rồi anh em bỏ thức ăn vô cho nó ha. Bỏ ít ít thôi, bỏ khi nào thấy nó ăn hết mình bỏ tiếp, chứ anh em bỏ nhiều quá thì nó ăn không hết. Nó bắt đầu là mấy cái rau củ quả này nè, nó chảy nước ra, nó chảy nước ra làm ẩm ẩm mốc cám, nó ẩm, nó ướt, nó ướt cái khay sau á. Anh em chú ý mà khay sau là nó bị ướt, nó dính dính theo cái khành khay này nè, nó dính dưới đây, dính dưới đá với lại dưới bên 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 hông này, bên hông cái khay sau này. Anh em phải thay cái khay khác nha, chứ để là ẩm ướt là sau nó chết nha anh em. Lúc nào cũng phải khô ráo, lúc nào cũng phải nó phải khô khô như thế này, ẩm ướt là nó chết á, nó chết thằng lọt á. Thì hôm nay chia sẻ cái khay sâu con nó nở đạt như thế nào. Chúc anh em ngày thứ bảy ha, cuối tuần luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
nuôi chim cò nha, luôn luôn là phát triển nha anh em. Rồi, xin chào anh em.